Xin chào toàn thể quý vị anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh của siêu xe cỏ Hải Dương. Và mới nhất trong ngày hôm nay thì em xin được lên sóng giới thiệu tới các bác một mẫu sedan phân khúc xe hạng B, một cái dòng xe với mức tiêu nhiên liệu nó rất là hợp lý, mang trong mình khối động cơ chỉ có 1.4 thôi. Thì với dòng xe này nó trang bị cho mình khá là nhiều những option, một dòng xe được nhập khẩu nguyên chiếc từ Hàn Quốc anh chị nhé. Cho nên là cái dòng Hàn Quốc này, thương hiệu Kia Rio thì nó vẫn là một cái thương hiệu nó rất là nổi tiếng. Gần như là để mà nói về phân khúc xe hạng B thì với dòng Rio này có thể ăn đứt khá nhiều những cái dòng xe trên thị trường. Và với mức giá bên em đang bán cho mẫu xe Kia Rio này tương đối là hợp lý trên thị trường. Cho nên là nếu như anh chị và các bạn là đang quan tâm đến chiếc Kia Rio đời 2015, đăng ký lần đầu năm 2016 anh chị nhé, tư nhân một chủ từ đầu sử dụng đấy, anh chị nào đang quan tâm đến cái mẫu xe này thì anh chị và các bạn có thể nhấc máy lên và alo trực tiếp cho em mình qua số điện thoại là 0852 6 số 5 anh chị nhé. Với thiết kế của Kia Rio về nhìn phần đuôi sau xe thì nó cũng không có quá nhiều những chi tiết cầu kỳ, nhưng nó cũng có một cái đèn hậu, một bộ đèn hậu dải đèn led khá là đẹp. Và chiếc xe này thì về phần hệ thống phần ngang xe thì nó cũng có kích thước chiều dài cũng để mà so với kích thước của những cái dòng xe Vios hay là những dòng xe Hyundai Accent hoặc những cái dòng xe Honda City. Thì thực ra là nếu mà đẩm nó không gian hàng ghế ngồi phía sau ấy, hàng ghế người ngồi phía sau thôi các bác nhá, thì cái thùng Rio này nó chật hơn một chút, tầm khoảng 7 đến 10 phân. Nhưng không sao, để mà nói khi mà chúng ta đang đi tìm những cái dòng xe mà phương tiện nó tiết kiệm nhiên liệu này thì nó là một phương tiện mà dành cho các bác có nhu cầu di chuyển nhiều là hầu như đấy. Thì nếu như chúng ta di chuyển nhiều thì cái động cơ 1.4 của Kia Rio thì mức tiêu nhiên liệu rơi vào tầm khoảng 65 lít trên 100 km thôi. Chính vì thế là với dòng xe này anh em cũng có thể là chạy được dịch vụ nhá. Và chủ trước của chiếc xe này thì đến thời điểm bây giờ người ta đi đến bây giờ là từ năm 2016 đến năm 2021 là 5 năm. Và hiện tại là xe đang lăn bánh là được Euro được 9 vạn anh chị nhé. Được tầm khoảng gần 10 vạn rồi. Đó. Sơn xin được cả xe là cam kết cho anh chị và bạn là không có một hiện tượng gì gọi là bị va quệt cả. Chưa nói gì đến đâm đụng đâu ạ. Đó. Và hệ thống máy móc là cam kết cho anh em trên toàn quốc là máy số zin nhá. Đó. Và bây giờ thì em sẽ xin được vào bên quay bên trong chi tiết nội thất để cho các bác cùng xem về chiếc xe này. Về hệ thống đèn thì phần đầu xe của Kia Rio vẫn có trang bị cho mình là giải đèn led anh chị nhé. Giải đèn led thì ở cặp mắt đèn trước và cặp mắt đèn sau xe luôn. Và option của Kia Rio thì có trang bị 4 tổng năng hạ kính điện và gương kính chỉnh điện này. Đó. Vô lăng tích hợp giải trí đa phương tiện, đặc biệt với dòng Kia Rio có một cái option đó chính là ga tự động cruise control. Cho nên là với dòng xe này cũng có một cái điểm cộng khá là hay so với những chiếc xe cùng tầm tiền. Và số tự động của Kia Rio thì có cả chế độ thể thao anh chị nhé. Những nút bấm của nó nhìn là khá là đẹp luôn, thiết kế khá đẹp. Và trang bị màn hình DVD đó, và camera lùi đầy đủ luôn, camera lùi rất là nét. Ở đây chúng ta có một cái đồng hồ này nhìn giờ này. Và chúng ta nhìn cái thiết kế cái cửa gió này, nó cũng có một cái nét gì đấy nó tương đối đẹp anh chị nhá. Và đồng hồ bằng đồng hồ của thương hiệu Kia này thì nó đặc trưng rồi. Euro được 8.6644 thì em mua chính chủ luôn. Và em không tua đâu anh chị nhá. Vô lăng này, vô lăng nó còn nguyên bản 100% luôn, từ những mép rìa. Thậm chí bọn em cũng đã nhìn cái chỉ, cái chỉ ở đây này các bác này, nó rất là quan trọng. Đó, con này là chạy được Euro 9 vạn thì những cái vết sơn này, sơn zin của nó chưa có hiện tượng gì là gọi là bị mờ cả luôn. Và cái thương hiệu, cái chữ Kia này cũng chưa có một hiện tượng gì nó bị cũ theo năm tháng cả. Đó. Rồi. Thì về hệ thống máy của em nó nổ cực kỳ êm luôn. Và chúng ta nhìn cái tablo của xe này, thiết kế nó khá gọn gàng nhé. Chúng ta có thể để được đồ
chúng ta để ví dụ những chi tiết hoặc là giấy tờ chẳng hạn, đấy chúng ta có thể đặt được trên đây rất là thoải mái luôn. Rồi bây giờ các bác có thể nhìn thấy là trên phần cột này, đấy, thiết kế những cái dòng cái phần này nó tương đối giống với những dòng xe Honda Civic, đúng không ạ? Và trên cột cũng có thiết kế luôn một quả check nhé. Về cái chất lượng nhựa của Kia thì các bác có thể yên tâm về lâu về dài vì chất lượng nhựa của Kia nó khá là tốt đấy. Cái xe các bác nhìn không gian của nó đấy. Và ghế nội thất bên trong nó nguyên bản nhé. Đây là bác chủ xe mặc thêm một bộ áo mới từ đầu đến giờ rồi. Cửa đóng rất là chắc và dòng này chạy tương đối là đầm chắc anh chị nhé. Nghe đây. Đó. Tắp ni tắp nô còn rất là đẹp anh chị nhé, từ hệ thống trần cũng vậy. Và đằng sau xe này thì cũng là một cái không gian khá lý tưởng và nó rất phù hợp cho chị em phụ nữ khi mà đi xe này, chúng ta để đồ nhẹ, để những cái đồ mà cần thiết chúng ta để luôn đằng sau ấy, nó rất là rộng. Đây nội thất của em nó đây. Và quan trọng là gì, với chiếc xe này thì là em cam kết cho anh chị và các bạn là chiếc xe tư nhân một chủ từ đầu sử dụng, không kinh doanh dịch vụ taxi, cũng như là không có bị tai nạn đâm va hay là ngập nước gì cả. Anh chị và các bạn quan tâm thì có thể alo trực tiếp cho em qua số điện thoại em ghi trên tiêu đề nhé. Và bên em đang bán cho chiếc xe này với mức giá là 365 triệu, 365 triệu, đăng kiểm đến tháng 11 năm 2021 đó. Kia Rio đời 2015, đăng ký lần đầu năm 2016, tư nhân một chủ từ đầu sử dụng nhá anh chị nhá. 365 triệu thì nó cũng là một cái mức giá nó tương đối là hợp lý để dành cho các bác một mẫu xe phổ thông thôi, một dòng xe phổ thông đời cao. Đấy, các bác mua những dòng này đi lại thì chắc chắn là chúng ta không cần phải suy nghĩ gì đâu. Dòng này đi nó đời nó còn rất là nước cho nên là nó đi chạy rất là ổn anh chị nhá. Lì nguyên bản hết. Lớp sơn cua dự phòng đây ạ. Đó, tất cả những cái chót mới này nó có bụi thôi các bác nhé, mới nguyên luôn. Kia Rio đời 2015, đăng ký 2016, màu đỏ nguyên bản. Đó, giá 365 triệu đồng. Quý vị anh chị và các bạn nào mà đang quan tâm thì có thể alo trực tiếp cho em qua số điện thoại em ghi trên tiêu đề nhé. Và anh em nào mà chúng ta có nhu cầu muốn trao đổi xe thì anh em cũng có thể là gửi thông tin xe của các bác qua Zalo cho em để chúng ta cùng tính đến bài toán trao đổi nhé. Cái máy của em nó đây, máy nổ rất là êm. ABS đây ạ. Máy 1.4 mà xăng cộ thì xác định bây giờ tầm khoảng 6,5 lít trên 100 cây đây. Cabo. Xe nguyên bản hết anh chị nhé, không có tai nạn đâm va ngập nước gì cả. Giá 365 triệu đồng. Một lần nữa thì em rất cảm ơn quý vị, anh chị và các bạn đã luôn luôn và đồng hành và ủng hộ kênh của em trong suốt thời gian vừa qua. Và nếu như anh chị và các bạn nào lần đầu xem được video của em thì có thể ấn nút đăng ký theo dõi kênh để có thể được cập nhật và được theo dõi thường xuyên tất cả những mẫu xe về mới nhất của cửa hàng bên em nhé. Và ngay bây giờ thì em xin được ngồi lên xe và quay cùng trải nghiệm, mà chúng ta sẽ trải nghiệm thử trên chiếc xe này xem cái cảm giác khi chúng ta ngồi lên một con xe đời cao ấy, có phiên bản 1.4 như của Rio như thế này thì nó chạy nó cái cảm giác như thế nào nhá.
chợ lái con này chợ lái điện nên là nhẹ tênh luôn. Đấy, cho nên là cái dòng này nếu mà nói về cái trợ lực của nó thì quá là nhẹ rồi. Cổ số tự động thì lắm củ tròn. Đó, có cả chế độ thể thao này. Thì, con xe này thì để em xem kiểm tra xem nó có mấy cấp nhá. Số 2 này, em nhớ không nhầm con này nó chỉ có 4 cấp thôi. Số 3 này. Chưa đi được số 4 bởi vì chúng ta phải đạt được cái tốc độ mà khi mà chuyển được vào số 4 thì hộp số nó mới chuyển. Đấy là chúng ta để vào cái chế độ thể thao nhá. Đấy, chúng ta mà đi chậm lại thì cái số thể thao nó lại tự về số. Nói chung là chạy dòng Rio này thì nó cũng chỉ được gọi là bình thường thôi. Nó chắc chắn đời mới này thì chắc chắn nó sẽ chắc chắn rồi. Nhưng mà cái độ cách âm của xe thì nó vẫn như bao như cái mẫu xe mới phân khúc hạng C hạng B trên thị trường hiện nay thôi anh chị và các bạn nhé. Đó. Số 4 này. Chỉ có 4 cấp thôi. Số tự động 4 cấp. Đó. Và 1.4 của máy Kia Rio nếu mà thực sự mà chúng ta muốn đi tốc độ nhanh ấy thì em nghĩ rằng dòng xe này nó là ông hoàng của tốc độ với phân khúc xe hạng B luôn anh chị ạ. Chạy nó rất là thoát, nó không có một cái chất nó giống như của Toyota. Thưa quý vị chị các bạn, chúng ta hình dung rằng với những dòng xe Toyota kể cả Vios chúng ta chạy nó không bao giờ có cái độ vọt được như cái dòng xe của Kia được. Đó. Chạy nó rất là khỏe. Máy chấm tư nhá, em nhấn mạnh lại máy chấm tư nhá. Và chợ lái của con xe này với cái thiết kế form dáng của xe, kích thước của xe đó rất là vừa đủ. Nếu mà đi con này luồn lách thì rất là ok luôn anh chị nhá. Nó không bị quá to và nó không bị quá nhỏ. Nó cũng không phải là dạng dòng xe hatchback mà nó là phân khúc sedan. Đấy. Kia, nếu mà để mà lựa chọn Kia, nếu mà anh em đam mê tốc độ đi Kia nó là chuẩn bài. Có nghĩa là chúng ta thích đi nhanh nhưng mà trong cái nhanh đó nó vẫn có một cái gọi là hoàn toàn nhanh nhanh khi cần thiết thôi, đường vắng thì mới nhanh thôi. Đó. Rồi, thì những hệ thống cảm biến thì chắc chắn với những chiếc xe Kia Rio này thì có không có trang bị nhiều quá nhiều những cái option mà để chúng ta có thể bàn tới trong video ngày hôm nay. Đấy, về cơ bản thì xe nó cũng chỉ có mấy chi tiết vậy thôi. Và một lần nữa thì anh chị nào mà chúng ta đang đúng chân cái dòng xe này thực sự rồi thì anh chị và các bạn hãy nhấc máy lên Alo cho em nhé. Giá chỉ có 365 triệu đồng và giá này là nếu như anh chị và các bạn ở khu vực phía Bắc là bên em sẽ hỗ trợ đánh xe đến giao xe đến tận nhà anh chị và các bạn trong mùa dịch này. À, chào tất cả các bác nhé.